Xin chào các bạn, mình là Câu Vi. Mùa hè này các bạn thường làm gì? Đi chơi, đi du lịch cùng người thân và bạn bè. Mà Vi nghĩ rằng những khoảnh khắc vui vẻ đó nếu chúng ta không selfie chụp hình lại thì thật sự là uổng phí. Chính vì thế ngày hôm nay Câu Vi sẽ giới thiệu đến các bạn những mẫu smartphone chuyên dùng để selfie trong video này. Đầu tiên sẽ nói về chiếc Oppo F3 chính thức ra mắt vào đầu tháng 5 năm 2017. Đây là chiếc smartphone tầm trung hiếm hoi được trang bị cụm camera kép ở mặt trước, đúng theo triết lý là camera phone mà hãng đã theo đuổi kể từ ngày bước chân vào thị trường di động Việt Nam. Nói về thiết kế thì F3 thừa hưởng thiết kế từ Oppo F1S với bộ vỏ kim loại mang lại sự chắc chắn và sang trọng. Mặt lưng được bo vát mạnh về hai cạnh, kết hợp cùng độ mỏng ấn tượng chỉ với 7.3mm, giúp người dùng sử dụng và cầm nắm rất là dễ chịu. Máy được trang bị màn hình kích thước là 5.5 inch, áp dụng công nghệ in-cell với độ phân giải Full HD cho khả năng hiển thị rõ nét đến từng chi tiết. Màn hình này được bảo vệ bởi tấm kính cường lực Gorilla Glass 5 và bo cong 2.5D về hai cạnh, trong khi tấm nền sử dụng là loại IPS LCD mang lại sắc màu trung thực, tươi tắn và hài hòa. Oppo F3 thì mang trong mình bộ vi xử lý xung nhịp là 1.5GHz, RAM là 4GB, cấu hình này đủ để máy chạy nhanh với các ứng dụng, xử lý trơn tru những phần mềm văn phòng và chạy đa nhiệm nhiều tác vụ mượt mà. Điểm đặc biệt mà Oppo muốn hướng đến trên Oppo F3 chính là khả năng selfie, và hãng này đã ưu ái trên trang bị cụm camera kép ở mặt trước vô cùng hiếm thấy. Trong đó, một camera là 16MP dùng cho góc chụp tiêu chuẩn và một camera là 8MP chuyên chụp góc rộng đáp ứng hoàn hảo nhu cầu ghi lại ảnh tự sướng cá nhân hoặc tự sướng với phong cảnh bạn bè. Trong khi đó, camera sau cũng không hề kém cạnh với độ phân giải là 13MP, công nghệ lấy nét theo pha kết hợp nhiều chế độ chụp chuyên sâu như phơi sáng 16 giây. Và với thiết kế bắt mắt, hiệu năng tốt, camera kép ở mặt trước và chiếc smartphone này rất đáng để được người dùng cân nhắc để lựa chọn. Hiện tại, Oppo F3 đang được bán với mức giá là 6.990.000 đồng ở Di Động Việt. Tiếp theo là mình sẽ nói về F3 Lite, một phiên bản rút gọn của F3. Về thiết kế, F3 Lite không khác biệt nhiều lắm với F3 trừ việc sở hữu màn hình là IPS 5.2 inch, độ phân giải HD kính cong 2.5D nhỏ gọn, cầm nắm khá dễ dàng. Với bộ vi xử lý 8 lõi và RAM 3GB, ROM 32GB giúp đảm bảo hiệu suất tối ưu cho việc sử dụng đa nhiệm và đáp ứng tốt mọi nhu cầu giải trí, chơi game cơ bản của người dùng. F3 Lite trang bị camera trước với độ phân giải là 16MP, thừa hưởng tính năng chụp ảnh cao cấp từ F3 với khẩu độ là f/2.0, đi kèm tính năng làm đẹp Beauty 4.0 và sử dụng ánh sáng màn hình để trợ sáng khi chụp ảnh selfie. Người dùng sẽ có những bức ảnh sáng rõ đầy đủ chi tiết, chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu thì vẫn thấy rõ. F3 Lite có mức giá rất là sinh viên, chỉ với 5.490.000 đồng thì chúng ta đã có một chiếc smartphone selfie tốt đến từ nhà Oppo tại Di Động Việt. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với chiếc điện thoại là Infinix S2, là chiếc smartphone phổ thông có thiết kế đẹp trong tầm giá từ 3-5 triệu đồng. Máy có vỏ kim loại nguyên khối, cảm biến vân tay một chạm nằm ở lưng, và phía trước chính là màn hình kính cường lực Gorilla Glass được bo cong theo kiểu 2.5D, bắt kịp xu hướng thiết kế của smartphone thời mới hiện nay. Nói về camera thì cụm camera này có hai ống kính với một ống có góc chụp tiêu chuẩn, ống còn lại sở hữu góc rộng lên tới 135 độ cho phép chụp được đông người cùng một lúc. Cả hai camera ở phía trước đều có tính năng làm đẹp chân dung với camera tiêu chuẩn 13MP, màu sắc thiên về tông ấm và da người được làm hơi hồng, nịnh mắt, độ nét tốt hơn. Còn với camera góc rộng thì có độ phân giải thấp hơn 8MP, cũng nhiều hơn trong điều kiện thiếu sáng. Khi nói về tính năng và hiệu năng thì smartphone camera kép giá rẻ của Infinix có mặt ở Việt Nam với hai phiên bản là S2 tiêu chuẩn với giá là 3.690.000 đồng và S2 Pro với giá là 3.999.000 đồng, với mức chênh lệch chỉ 300.000 đồng. Tuy nhiên, S2 Pro lại là lựa chọn tốt hơn bởi sở hữu RAM 3GB và bộ nhớ 32GB. S2 và S2 Pro đều được trang bị chip 8 nhân tốc độ 1.3GHz MT6753 của MediaTek, hỗ trợ kết nối mạng 4G, vi xử lý chip mang lại hiệu năng ở mức khá. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với chiếc điện thoại là Vivo V5S. Với slogan đỉnh selfie, Vivo đã trang bị cho camera selfie trước trên V5S cảm biến có độ phân giải lên đến 20MP cùng với đèn LED trợ sáng hiệu ứng ánh trăng, cho phép người dùng có thể sử dụng selfie bất kỳ mọi điều kiện ánh sáng khác nhau mà chất lượng ảnh vẫn được đảm bảo đủ sáng và sắc nét. Và bên cạnh đó, máy còn được trang bị tính năng selfie nhóm, cho phép chúng ta có thể tự sướng cùng bạn bè dễ dàng mà không cần phải chen lấn hay bỏ sót bất kỳ ai. Camera sau có độ phân giải là 13MP, có hỗ trợ công nghệ lấy nét cho phép lấy trọn từng khoảnh khắc chi tiết. Ngoài ra, camera sau trên máy còn có tính năng là chụp nhiều khung hình liên tiếp để tạo ra những bức ảnh có độ phân giải lên đến 52MP. Vivo V5S được trang bị bộ vi xử lý là MediaTek MT6750 cùng với 4GB RAM, 64GB bộ nhớ trong và có hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB. Với 4GB RAM, máy đáp ứng tốt hầu hết các tác vụ và các thao tác đa nhiệm giữa các game khá mượt mà.
Và khi mình chơi thử một số game nặng thì tình trạng lắc nè và hầu như là không có, các hiệu ứng trong game cũng khá mượt mà. Và mức giá là chỉ với 6.900.000 đồng, Vivo V5S có lẽ là một trong những smartphone đáng lẽ lựa chọn trong năm nay. Nói tóm lại, những chiếc smartphone Vivo giới thiệu vừa rồi là những dòng chuyên selfie, và các bạn có thể tham khảo thêm ở didongviet.vn để biết thêm chi tiết cũng như những chính sách khuyến mãi. Vi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn ở phần bình luận phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!